tên chi? Hả? Mẹ tên gì? Mẹ hả? Hả? Mẹ tên Tiền. Tiền mà. Ờ. Đó này mẹ đã Huế mấy năm rồi? Mẹ ra Huế gần 40 năm rồi đó. Một năm ra về ổn à? Ờ. Mẹ ra đây mẹ đi buôn bán, mẹ bị bộ lạnh quá, mấy năm trước lạnh đó. À. Lạnh quá gánh đi ra chịu lên bộ bị bổ rồi. À. Bổ chân giờ đi không được, giờ cái chân hai chân để bị gân á, nó run. Giờ đi không được, giờ đi đâu phải có gian. Ừ. Thì là hai ông mẹ chắc thôi. Ờ, ở chắc ở cái nhà thờ á. Thì con cái gì ở riêng hết. Ở riêng hết. Có chồng có vợ ở riêng hết. Mà trong kia ở ngoài ở Huế. Mấy đứa con hả? Hai đứa ở Sài Gòn, còn đứa thì cứ gả ở bên đây, mẹ gả bên đây. À. Không. Rồi là ngay mô mẹ cũng ở đây, đừng đấy hết hay là ờ, mẹ đi mà. Mẹ cũng lên đây mẹ kiếm lấy nè. À. Rồi là mấy giờ mẹ về? Mẹ làm chút xíu mẹ về à. À đi về. Chứ bữa nay cầm là mấy bà đó đi chùa đó. Mấy bà cho tiền rồi kia nọ. Mẹ lên đây chút xíu mẹ về. Ừ. Thôi mẹ cảm ơn con nha. Dạ. Thầy mẹ lớn tuổi thôi mà con mạnh khỏe chứ nha. Chân run đi không được. Ừ, chân run đi không được. Cái ốm mà chục tuổi. Ông 80 rồi. Ông 80 mẹ tầm... Mẹ còn thiếu một tuổi nữa 80. Đó có 79 hả? Ờ, 79 rồi. Mẹ nhờ bà con giúp đỡ không rồi con ơi. Về ngoài này không có bà con ai hết trơn á. Bên chồng đâu có ai đâu. Nhờ bà con giúp đỡ rồi kia nọ vậy đó. Chứ như mấy năm trước mình đi buôn bán lên chợ Văn Thánh con biết không? Biết chứ. Ờ, lên chợ. Lên đồ ăn ấy. Ờ, mấy bả cho đồ ăn đem về. À. Bữa nay đi làm mẹ không có đi. Cái ngày nào mẹ cũng đi lên chợ Văn Thánh hết á. Lên chợ nó cho đồ ăn đem về, cho cải, cho rau rồi á, đem về ăn. Bữa nay làm ở nhà không đi. À, rồi. Nói chúc mẹ sức khỏe. Dạ, ờ, rồi. Rồi khi mô cháu đi tiệm đường đi mà gặp mẹ là chở mẹ đi ha. Sáng mai là mẹ đi lên tỉnh à. À. Rồi. Đi mẹ. À, thôi, đi khỏe nha.